Thời gian gần đây tại các thành phố lớn như Hà Nội liên tục xảy ra những vụ việc các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo giả danh cảnh sát hình sự điều tra chống ma túy, gọi điện tới người dân thông báo họ liên quan đến các đường dây mua bán ma túy lớn hoặc đang nợ tiền, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Đáng quan ngại là mặc dù phía cơ quan công an đã liên tục cảnh báo về hành vi lừa tiền này, nhưng nhiều người nhẹ dạ cả tin vẫn mắc phải. Vụ việc sau đây mới xảy ra tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội là một số ít trong số các vụ mà nạn nhân đã rất tỉnh táo và cảnh giác cao độ ngay từ đầu. 9 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2017, ông Trịnh Hòa Linh sống tại một khu chung cư trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, nhận được một cuộc điện thoại lạ với giọng miền Nam, tự nhận là công an 113 thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng gọi điện đến uy hiếp tôi. Họ nói là bây giờ ông có liên quan đến cái vụ ma túy ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nên là ông phải chuyển 850 triệu vào một cái tài khoản nào đó để phục vụ cho công tác điều tra. Thế tôi mới trả lời ngay là tôi không có liên quan gì đến cái vụ ma túy gì cả. Ngay buổi tối hôm ấy chúng tôi trực tiếp báo cáo luôn với công an phường. Dù chọn đúng người già cả, hòng đánh vào tâm lý nhạy dạ cả tin, nhưng đối tượng đã không ngờ nạn nhân không những không hoảng sợ dối trí mà còn có tinh thần cảnh giác rất cao. Một phần lớn nhờ vào sự phối hợp tuyên truyền tốt của công an phường Vĩnh Phúc, các cấp chính quyền địa phương tới từng hộ dân. Tại các cái cuộc họp của tổ dân phố và các cái hội nghị chung cư thì chúng tôi đều có mời cảnh sát khu vực tới để phổ biến các cái tình hình như là an ninh nói chung và trong đó có cái thủ đoạn lừa đảo mới mà trong đó có cái hình thức là lừa đảo qua cái tiền qua điện thoại. Thế là thứ nhất, thứ hai là chúng tôi cũng là đến vận động tuyên truyền của từng gia đình có những cái bản cam kết để từng gia đình nắm được. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng công an quận Ba Đình về công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn gọi điện thoại tới các gia đình giả vờ hoặc bắt cóc người thân hoặc giả danh công an. Công an phường Vĩnh Phúc đã tiến hành các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa thì người dân đã nắm rõ được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo nên đã không thiệt hại về tài sản. Vụ việc này đã được chuyển lên công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra truy tìm đối tượng lừa đảo. Một lần nữa, cơ quan công an hết sức cảnh báo, khi có người mạo danh gọi điện đến hỏi việc thì người dân cần đề cao cảnh giác. Cơ quan công an không bao giờ trao đổi thông tin vụ án qua điện thoại mà phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập cụ thể. Với mô hình tuyên truyền hiệu quả như ở phường Vĩnh Phúc, khi mà không có người mắc lừa thì loại tội phạm này sẽ sớm không còn đất sống.